Xin chào các bạn. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp nội địa Việt Nam xuất hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan. Nhưng khi làm thủ tục hải quan để xuất hàng thì lại tỏ ra lúng túng. Và thường có những câu hỏi đặt ra đó là khai hải quan bằng cách nào? Cần những yêu cầu gì để khai hải quan? Và chúng ta cần phải chuẩn bị những chứng từ gì? Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua để trả lời cho những câu hỏi trên. Thì thứ nhất, đó là việc khai hải quan bằng cách nào. Hiện nay, theo quy định 08/2015, Nghị định Chính phủ và Điều 25 đã quy định thì việc khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Ngoại trừ một số trường hợp được liệt kê như ở dưới, thì chúng ta có thể khai trên tờ khai hải quan giấy. Với việc khai hải quan điện tử, thì doanh nghiệp cần phải có những yêu cầu gì? Đầu tiên là phải có chữ ký số. Chữ ký số này chúng ta có thể mua tại các nhà cung cấp dịch vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép như là Viettel, Vinaphone, FPT hay là Thái Sơn. Chữ ký số này cũng chính là chữ ký số mà chúng ta sử dụng để khai báo thuế. Chúng ta có thể mua riêng hoặc có thể dùng chung với lại chữ ký số mà để khai báo thuế. Sau khi mà đã có chữ ký số rồi thì chúng ta phải đăng ký chữ ký số đó với cơ quan hải quan thông qua website của Tổng cục Hải quan. Đó là website custom.gov.vn. Thì bước đầu tiên là chúng ta phải đăng ký doanh nghiệp sở hữu chữ ký số này. Sau đó, chúng ta sẽ đăng ký sử dụng hệ thống VNA CCS cho doanh nghiệp. Đây là những thông tin mà chúng ta có trong quá trình thực hiện việc đăng ký. Đến sau khi chúng ta đăng ký xong thì chúng ta sẽ có được cái thông tin như là người sử dụng này. Thông tin tài khoản sử dụng thì sẽ bao gồm mã người sử dụng, mật khẩu, mã số máy chạm hay là khóa truy cập. Đăng ký này nếu mà chúng ta tự đăng ký cũng được, nhưng thường khó bởi vì trong quá trình đăng ký chúng ta sẽ phải cài đặt Java rất phức tạp mà đôi khi nhiều máy chúng ta không quen thì cũng không cài đặt được, để cho website nó nhận được chữ ký số để mà đăng ký. Thông thường thì chúng ta sẽ nhờ luôn bên cung cấp chữ ký số để họ hỗ trợ cho việc đăng ký. Việc này người ta cũng tiến hành rất nhanh vì đã làm quen rồi. Thế đến sau khi chúng ta đã có chữ ký số rồi, việc tiếp theo chúng ta phải có phần mềm khai báo hải quan. Hiện nay cũng có rất nhiều phần mềm khai báo hải quan như là phần mềm eCurs của Thái Sơn hay là phần mềm của FPT. Nhưng mà hiện nay thì phần mềm eCurs đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng và cũng được sử dụng phổ biến hơn, cho nên chúng ta cũng nên sử dụng phần mềm này. Phần mềm này thì chúng ta có thể vào trang của Thái Sơn để chúng ta download về và tự cài đặt. Tự cài đặt cũng không khó khăn gì cả. Nếu mà không cài đặt được, chúng ta có thể gọi trực tiếp từ tổng đài của Thái Sơn để nhân viên Thái Sơn sẽ hỗ trợ chúng ta việc cài đặt. Chúng ta có thể dùng bản free thì chúng ta sẽ khai được khoảng 20 tờ khai, hoặc chúng ta mua bản quyền để sử dụng nhiều hơn nếu như số lượng tờ khai của chúng ta nhiều. Thế nên sau khi mà chúng ta đã đăng ký tài khoản khai báo thì chúng ta sẽ có chữ ký số để khai báo. Bước tiếp theo là chúng ta chuẩn bị những chứng từ để cung cấp cho việc khai báo hải quan. Thì hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu sẽ bao gồm tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 2, phụ lục 2 ban hành kèm thông tin này. Cũng chính là các nội dung mà chúng ta sẽ khai báo lên phần mềm và gửi tới cơ quan hải quan. Đó cũng chính là tờ khai hải quan điện tử. Thứ hai sẽ là hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương. Thế trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán. Thứ ba sẽ là bản kê lâm sản, ghế gỗ nguyên liệu xuất khẩu quy định tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hay là giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền pháp luật quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu của Viện Quản lý Giấy phép. Thông thường thì những mặt hàng mà doanh nghiệp nội địa Việt Nam xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp mà trong khu thuế quan thì là những mặt hàng bình thường,
không có những yêu cầu thuộc diện quản lý của cơ quan chuyên ngành, ngoại trừ một số bảng kê lâm sản như khi chúng ta xuất khẩu pallet gỗ chẳng hạn. Ngoài ra, chúng ta còn có biết thêm rằng việc doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất hay doanh nghiệp trong khu phi thuế quan chính là trường hợp áp dụng hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Làm việc xuất khẩu tại chỗ này thì sẽ thực hiện tại chi cục hải quan, rất thuận tiện cho người khai hải quan lựa chọn, và hồ sơ mà chúng ta cần chính là hóa đơn thương mại hay là hóa đơn có giá trị tương đương thì sẽ thay bằng hóa đơn giá trị gia tăng VAT theo quy định. Vì theo quy định thì vì hàng mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, người khai hải quan người ta sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng VAT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại. Như vậy, bộ chứng từ mà chúng ta cần khai báo hải quan, thứ nhất đó là hợp đồng, đơn mua hàng, thứ hai là hóa đơn VAT, thứ ba là phiếu đóng gói hay còn gọi là packing list. Như vậy là chúng ta đã đủ điều kiện tiến hành việc khai báo hải quan và xuất bán hàng cho các doanh nghiệp chế xuất, khu thuế quan. Vừa rồi trong video này, tôi đã giới thiệu sơ qua những điều kiện cần thiết và những bước để chuẩn bị doanh nghiệp nội địa có thể làm thủ tục hải quan xuất bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp trong khu thuế quan. Và trong video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về cách khai báo chi tiết một bộ tờ khai hải quan xuất khẩu. Mong rằng sẽ hữu ích đối với các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh YouTube Envina Logistics để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube Envina Logistics nhé.